chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho cặp đôi Superstar với điệu nhảy. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức điệu nhảy vinh danh của nhà vô địch. What a wonderful performance. Chúng ta hãy cùng đứng dậy để dành một tràng pháo tay cảm ơn phần trình diễn thật tuyệt vời. Một lần nữa đi quý vị ơi.